Xin chào các bạn, hôm nay Thế Giới Xe Bongkit.com xin gửi đến các bạn video hướng dẫn lắp đặt dòng xe đạp trẻ em cao cấp của hãng Lan Quy mang tên 1880. Đây là dòng xe 18 inch dành cho bé từ 6 đến 10 tuổi. Nên mua khi bé trong giai đoạn từ 6 đến 8 tuổi để sử dụng lâu dài nhé các bạn nhé. Đây là hàng cao cấp cho nên là về cơ bản là xe đã được ráp khá là đầy đủ. Nó chỉ rời tay lái như là yên là chưa được siết chặt. Đây là hàng khi mà vừa nhấc từ trong hộp ra, nó có một hộp phụ kiện đi cùng này. Đây có chắn bùn này, đôi bánh phụ, đôi pedal. Có dụng cụ ráp. Thì đầu tiên là mình sẽ ráp bánh phụ hoặc là chân trống để cho xe cân bằng. Mình ráp bánh phụ để cho cái xe nó cân bằng, để ráp cho nó dễ. Trong lúc kỹ thuật ráp bánh phụ thì mình quay qua cho các bạn xem về cái khung xe nhé. Đây là hàng cao cấp của Lan Quy, khung nhôm cho nên là nó sẽ nhẹ hơn các loại xe khác. Đây, khung nhôm và sơn bóng trông nó rất là đẹp, và đặc biệt là dòng này đạp thì cực kỳ nhẹ. Đây là hệ thống phanh đĩa có độ chính xác cao và an toàn này, phanh đĩa cả đằng trước và đằng sau. Nan hoa thì được thiết kế dạng 5 cánh trông rất là đẹp này. Bản lốp rộng đấy, bám cùng với các đường vân ma sát giúp xe bám đường tốt hơn, chống trơn trượt. Bên trong là lốp 3 lớp, bên trong là xăm 3 lớp rất là dày nha các bạn nhé. Sau khi lắp bánh phụ xong thì sẽ tiến hành ráp tay lái nha các bạn nhé. Đây các bạn khéo léo đưa cái tay lái nó vào. Sau đó thì sử dụng cái đục giác này để xoáy. Các bạn lưu ý là đây, các bạn nên kẹp cái bánh xe lại và nhìn từ trước đằng sau, từ đằng trước về đằng sau cho cái tay lái nó thẳng. Tùy theo độ tuổi thì mình có thể để ở cái chiều cao của yên và tay lái cho nó phù hợp. Sau đó siết thêm cái tay phanh. Lan Quy 1880 này là dòng xe thể thao thiết kế dạng hai gióng. Đây là một trong những cái dáng xe mà phổ biến nhất của những cái dòng xe cho bé trai. Và là dạng tay lái ngang cho nên là khi mà bé ngồi lên đạp thì nó rất là dễ và trông khỏe khoắn thể thao. Yên xe thì được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu cho nên là nó không chỉ mềm êm và nó còn có tác dụng là chống cong vẹo cột sống trong quá trình đi. Tiếp tục lắp đến pedal. Pedal thì các bạn lưu ý là có đánh dấu bên trái bên phải nhé. Chữ R là bên phải này và chữ L là bên trái. Khác với những cái loại xe rẻ khác ấy, thì là khi mà nhấc hộp ra thì những cái xe rẻ gần như nó rời rất là nhiều bộ phận cho nên là cái quá trình ráp nó sẽ lâu hơn, khó hơn. Đây, các bạn lưu ý là khi mà xoáy thì mình xoáy theo cái chiều đạp thì là nó sẽ vào cái gen của nó. Điều chỉnh yên. Yên xe thì rất là dễ điều chỉnh bởi vì nó thiết kế cái khóa thông minh, hoàn toàn có thể vặn bằng tay thôi. Cho nên là sau này mà bố mẹ muốn nâng yên cho bé thì cái thao tác nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần mở khóa ra, xoáy lại giống như kỹ thuật đang làm, sau đó bẻ lại thì là cái yên nó sẽ chạy.
Tiếp tục là ráp đến chắn bùn phía sau. Chắn bùn trước thì đã được ráp sẵn từ bên nhà máy rồi. Thì ra các bạn là tí nữa xong rồi ta con đùi ra khi mà la ráp cái chắn bùn phía sau thì các bạn lưu ý là điều chỉnh cho nó cái chắn bùn nó bành bạch lên trên thì trông xe nó cá tính. Tại sau khi mà ráp xong thì mình vận hành qua và kiểm tra hệ thống phanh. Nếu mà phanh nó chưa ăn thì mình sẽ điều chỉnh thêm. Và đây là bốn cái để đậy vào ốc, hai cái ốc phía đằng trước này và hai cái ốc phía đằng sau. Đấy thì các bạn cho đà đậy nó vào cái ốc thì vừa trông xe nó vừa đẹp mà nó lại bảo vệ cái ốc nó không bị gì theo thời gian. Hai ốc trước này và hai ốc sau là đậy vào chỗ này nha các bạn nhé. Đấy, và như vậy là kỹ thuật đã ráp xong chiếc xe Lan Quy 1880. Đây các bạn nhìn này. Trông xe thiết kế đơn giản nhưng mà rất là sang trọng nhé. Em đạp đi xem nào. Đạp tiến cơ mà. Đó. Đấy, như bé nhà mình đây là 4 tuổi. 4 tuổi cũng có thể đi được cái xe này. Nhưng mà bởi vì bé nhà mình là do tiếp xúc sớm cho nên là cũng có phần bạo dạn hơn các bạn khác. Còn đâu thì bình thường thì phải từ 6 tuổi. Bạn 4 tuổi này bạn đi nhưng mà chưa chống được chân nha các bạn nhé. Tức là đi thì vẫn đi được nhưng mà chưa chống được đấy. Chưa với được chân xuống đất. 6 tuổi thì có thể bắt đầu chống được chân rồi. Đi tiến con, đi tiến.